chào mọi người, mình là Suvi, mình học trường mở thì sang theo hệ liên kết một năm ở trường đại học ngành Sung Kiếu. Bây giờ đến Đài Loan thì nói chung cảm thấy mọi thứ rất là xịn, tôi được thời gian rất là nhiều về từ cái cảnh quan nhân sinh. Đài Loan em cảm thấy là đẹp ạ, sân bay nó rất đẹp, nhà vệ sinh đẹp ạ. Mình nghĩ là mình có thể làm các thứ bánh đầu tiên trong cuộc đời mình.